Một ngày mà mình rảnh rỗi mình coi lại những cái clip trên YouTube của mình ấy, thì mình chợt thấy cái video này. Thì đợt đó thì cái YouTube của mình nó cũng mới hoạt động trở lại thôi, sau cái thời gian mình đi học ở trên Sài Gòn ấy. Và mình nhìn lại cái bộ máy tính mà hồi đó mình vừa mới build lần đầu tiên các bạn. Nói thật sự không phải là mình build. Thời điểm đó thì mình vẫn rất là lơ tơ mơ về cái máy tính này, và mình chỉ biết là cấu hình như thế nào thôi. Và cái máy tính này thì thực chất lúc đó là mình cũng ra cái cấu hình trước, rồi sau đó thì shop sẽ tự động nó ráp cho mình thôi. Cấu hình cái máy ở đó thời điểm đó thì nó cũng khá là phổ thông thôi, với con i3 mà đời 7 với 8GB RAM và 1050. Thì cái câu chuyện nó cũng bắt đầu từ đây, và nó cũng là cái sai lầm đầu tiên của mình khi mà build máy đấy các bạn. Đó là mình không có chắt lọc được cái thông tin nó kỹ càng hơn khi mình build máy. Nhưng mà đó là chuyện hồi đó. Và bây giờ ấy, thì thực sự là mình nhìn thấy nó lại nó mình rất là hoài niệm. Đặc biệt là cái con Vega 1050 của MSI Gaming X hồi đó. Thì thật sự ra là hồi đó mình rất là thích cái thiết kế của con MSI Gaming X. Nó nói chung là nó ngay cả con đời 50 thôi nó cũng đã cái thiết kế nó rất là khá là đẹp chứ không phải không. Mặc dù là con đời 50 thì nó có đúng một cái mà mình không thích thôi, nó là nó không có cái bắt led đấy, nhưng mà nhìn tổng thể thì vì cả cái những cái viền led đồ này nọ lên đấy, thật sự mình rất là mê nó, nhưng mà không thể đủ tiền để mà lên được con 1050T thời đó, cho nên là sau đó mình phải lựa con 1050 tổng thường, chấp nhận rằng là mình sẽ chọn một con 2GB nhưng mà bản cấp cao gaming X hơn là mình sẽ chọn được một con một quạt mã phèn của Galaxy hay là vô tắc gì đó mà bạn cũng, nhưng mà nó là 1050T và 4GB. Và không giấu gì với các bạn, đến thời điểm hiện tại mình vẫn rất giữ quan điểm đó, rằng là mình không bao giờ mình chọn những cái con mà mã cấp thấp, mà mình luôn chọn những cái con mã tầm trung hoặc là cấp cao của hãng luôn. Bởi vì những con thường đối với mình á, là dành cho những cái máy mà người ta do build giống như kiểu là plug and play, tức nghĩa rằng là bạn không quan tâm với ngoại hình nó như thế nào, bạn chỉ quan tâm một thứ duy nhất, đó là hiệu năng mà nó mang lại thôi. Thì những người thì chọn những con đó, nếu như mình là những người đó thì sẽ không có gì. Nhưng mà không, mình vẫn rất là thích cái kiểu mà bạn nhìn vô cái máy mà giống như kiểu cái tác phẩm nghệ thuật mà của các bạn mà tạo nên nó đấy. Đó là lý do mình luôn chọn những cái bộ máy mà custom, mình tự chọn linh kiện hơn là những gì mà kiểu như tiệm nó build sẵn cho mình. Quay lại câu chuyện với con MSI này thì con Vega nó cũng thế, là cái con Vega đầu tiên mà mình chọn mua và sử dụng. Và giờ tự nhiên mình nhìn thấy lại nó, mình nhớ nó lắm các bạn. Bởi vì nó là cái con đầu tiên mà nó kiểu như thời đó thì mình vừa có được lại cái máy đó, thì sau đó thì mình chơi gì được với nó nhiều tựa game lắm. Và thật sự đối với mình là cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian mà mình chơi game mà gọi là vui nhất. Bởi vì lúc đó là nó giống như mở ra cái con chân trời mới mà, cái gì cũng muốn chơi hết á. Khi mà các bạn có cái máy đầu tiên rồi mà các bạn cũng đi lại thời điểm đó thì cái dòng cạnh game nó chưa có bảo hòa, nên thật sự là nó vẫn có rất nhiều cái tựa game mà nó chơi, và những cái tựa game nó ra sau đó đó nó vẫn rất là hay chứ phải không. Không có như bây giờ rằng là những cái vụ chỉ, và thật sự luôn là cả 2 năm nay là chưa có một tựa game nào ra mà mình cảm thấy ưng ý để mình có thể mà mua được để mình chơi luôn đấy các bạn. Và tự dưng mình lại có ý tưởng đó là mình mua ngược lại nó để mình review cho các bạn. Nhưng mà cái shop cũ thì nó đương nhiên nó sẽ bán con kẹt cũ, lúc mà mình đi nâng lên con 1060 sau đó đấy thì người ta cũng bán lại hết rồi. Và kiếm thật sự ra kiếm cái con game X này á, đa phần luôn nha, đều là 1050T. Và mình rất hiếm khi có ai đó bán ra con 2GB này. Và nếu có bán thì có nhiều lần mình cũng có hỏi những người đó rồi, nhưng mà đa phần là ở xa và có người tới lấy hết trước rồi. Và đến thời điểm mà khoảng chừng 2 năm gần đây đó là hầu như mình kiếm là gần như là không còn nữa. Chỉ có tới thời điểm bây giờ đó là tự dưng mình là có hứng mà mình đi săn sale Shopee á, bỗng dưng có cái shop thì nó hiện lên con này. Đó thì mình thật sự ra là mình rất là mừng luôn, nhưng mà cái giá mình phải trả ra nó đó, thật sự nó rất là mắc. 1.6 triệu như thế này mình có thể mua được con RX580. Sức mạnh của nó có thể là nó gấp đôi, gấp gần như gấp 3 lần con này. Và nhiều khi một con nó không ti thì nhiều khi mình có thể kiếm ra được luôn. Nhưng mà không hiểu sao, nhưng mà ở shop này nó bán cái giá như thế này. Nhưng mà mình nhìn lại dòng mô tả đó thì người ta nói là đảm bảo cho mình là vẫn còn nguyên zin, chưa động gì cả, và hàng đẹp. Thì sau khi một hồi mình rất là đắn đo, bởi vì cái giá này trả ra thì thật sự nó rất là cao. Nhưng mà vì thực sự đây là cái những gì gọi là nó kỷ niệm của mình mà các bạn, nên mình phải chấp nhận mình mua nó. Sau mấy ngày luôn mình cứ canh cái voucher các bạn, mình cố cho nó rẻ nhất có thể. Thì cái voucher mà cao nhất và để mà trừ tiền kẹt đồ này nọ đó, và cái giá mình phải trả mà đến tay của mình luôn á là 1.390.000. Thật sự mắc chứ. Bởi vì con 1050 bình thường là nếu như các bạn sang đi bên ngoài mà những con hàng thường á, có khi nó chỉ có 900.000 cho tới, và dao động ở thị trường thì nó cũng chỉ từ 1.000.000 tới 1.1 triệu, mà shop nó đã bán ra nó có bảo hành đó. Mà cái này mình trả thêm mấy trăm nữa chỉ để là có nó con game hết thôi.
nó vẫn quay ngược lại cái câu chuyện bằng là hồi đó là mình cũng đã chấp nhận như thế, thì bây giờ thì mình cũng phải chấp nhận cái giá nó chênh như vậy để mình lấy được con game Minix. Và sau khi nó về thì thật sự ra mình thấy nó cũng có hơi có một tí hụt hẫng thôi, bởi vì thật sự ra nó giống như kiểu nó hơi bị dơ đi các bạn. Nhưng mà cũng có một tín hiệu đáng mừng, đó là cái này là nguyên zin của cái gốc và cái tem seal và đồ vẫn còn, tem bảo hành từ hồi đó và đồ này nọ, mình nhìn thấy nó vẫn khá là sạch sẽ. Chỉ có điều rằng là mình nghĩ lạc quan lên đấy, rằng là cái con cạc này nó cũng đã cũ rồi, dù gì cũng là 7 năm tuổi rồi, thì cái máy đấy có thể là nó cũng bốc ra từ máy của một người nào, của một gamer nào đó hồi đó chơi. Thì trong 7 năm thì nó ở trong máy riết thì nó như thế này thôi, thì nhiều khi nó cũng gọi là nó bình thường đi, thì mình cũng kiểu lạc quan lên một tí thôi. Nhưng mà thật sự nhìn cái chỗ cái tảng đồng này mà nó bị ố như thế này, thật sự là mình thấy nó hơi buồn tí xíu. Rồi bây giờ gắn vô máy thế thôi chứ. Thì thật sự ra nó khá là nhẹ, nên mình có thể vừa cầm điện thoại mà mình vừa gắn nó vô thì thật sự ra nó cũng chả có vấn đề gì đâu. Nó khá là nhẹ luôn ấy, và gắn vô nó khá là dễ, tẩy cây của mình sau này nó bự ra rồi. Và cắm vô thì ok thôi, nhưng mà sau đó thì mình có cảm giác như là nó xuất hình ra nó khá chậm ấy. Mặc dù như bạn có thể thấy ở đây rằng là cái video này là mình đã tua nhanh rồi đấy, nhưng mà mình có quay lại mà bật máy nãy giờ rồi, nhưng mà nó không lên màn các bạn. Nó mình phải đến nỗi mà mình phải gỡ ra mình cắm lại nó đi thế này luôn, thì bắt đầu một tí nữa luôn đấy thì nó mới có vẻ nó nhận tín hiệu được rồi đó, thì bắt đầu nó mới lên được. Và khi mà mình gắm lên thì thật sự ra nó cũng có một tí vấn đề đó chứ. Đó là khi mà mình xuất ra cái màn hình 2K mà với một cái tần số quét cao ấy, thì thật sự ra là nó bị giống như kiểu nó flick màn ấy. Và mình dù mình có chỉnh lại 120, 144 gì nữa thì nó cũng sẽ bị nó kiểu bị nháy màn á. Và xuống 60Hz thì nó mới bình thường được. Và chuyện này nó sẽ khác đi nếu mà mình chỉnh xuống Full HD đấy mà tần số quét cao ấy, thì nó vẫn nhận. Chứng tỏ rằng là cái cổng HDMI này hoặc là con kẹt này nó đã xuất không nổi được cái tần số quét cao như thế được nữa. Thì cái này thì cũng đúng thôi, bởi vì con cạc này là ngày xưa là nó định hình chơi ở Full HD thôi mà. Còn 2K thì thật sự hồi đó có thể nó xuất rồi đó, nhưng mà chắc là trong quá trình xài đồ này nọ nó cũng bị hao mòn á. Thì như thế này thì thôi thì cũng chấp nhận thôi các bạn. Nhưng cái mình vui rằng là mặc dù rằng là cái con cạc này nó là nguyên zin, nó chưa có động chạm gì hết, nhưng nó chạy vẫn đúng với những gì mà mình nhớ được con cạc đầu tiên của mình chạy khi mà nó hoạt động 100% công suất, ăn điện rất ít thì đương nhiên nó là dòng 50 mà. Và các bạn thấy chứ, nó chỉ có 60 mấy độ và cái quạt nó gần như là nó không chạy, có 25% thôi. Thì mình nhớ hồi xưa là mình ấn tượng cái Game Minix là ở chỗ này vì nó chạy rất là êm. Thậm chí bạn nhìn nè, không có nghe thấy một cái bất cứ tiếng động ngoài cái tiếng gọi là tiếng khôi quai ấy, mà mình không biết được có phải là từ có mấy cái quạt của cây của mình ra hay không, hay là do nó. Nhưng nó quay khá êm. Và nhiệt thì nó cũng cứ cố định ở 60 mấy độ vậy thôi. Nó rất mát chứ không phải không đấy, tại vì nó ăn ít điện mà nó ăn có 7 mấy W thôi. Nên là mình không biết mình có nên vệ sinh nó hay không, nhưng mà chắc mình cũng phải đi ra mình lau dọn nó lại ha. Cái này là cái buồn cười này. Tại vì mình không biết là shop này có vệ sinh hay không. Thì chắc cũng có vệ sinh bên ngoài rồi, nhưng mà kiểu mà cha keo lại hay không á thì mình không thể biết được. Bởi vì bây giờ tem giả rồi, đồ trên mạng tem siêu giả nó tràn lan rồi, nên mình cũng không biết là chủ shop này có thực sự uy tín khi mà để lại cho nó nguyên trạng nguyên zin với mình hay không. Nhưng mà mình nghĩ rằng là cái tem này là tem siêu nè, mà tem siêu cũng là một chuyện, bởi vì bây giờ nó, nếu mà những con kẹt mà không có bắt led là sợ nhất, là vì một số người ta dùng kìm á, người ta xoay cái này nè, cho nên nó không có bị mất cái siêu, mà nó xoay được cái này ra thôi, sau đó người ta sẽ tự xoay lại như thế này, người ta làm cho nó giống như kiểu là còn nguyên zin. Nhưng mà thực chất là nó không nguyên zin, người ta đã tháo ra, người ta sửa chữa rồi. Nó cũng có mấy vụ đó chứ không phải không. Nhưng mà thôi thì mình thì nếu như mà chủ shop thì vẫn còn bảo hành chứ phải không. Đây, 17 tháng 10 người ta bảo hành tới 1 tháng lận. Nhưng mà mình thì chắc không có care về mấy cái vụ đó đâu. Mà mình liêm chính nữa, mình thì không thể nào mà chơi mấy cái trò đó được. Nó kiểu tiểu nhân chứ nó dơ lắm. Cho nên là mình cứ tháo ra bình thường, coi như là mình mất bảo hành của shop luôn cũng được, chả sao.
thì ngoại quan cái mạch của con cạc đây các bạn, thì mình nghĩ nha, cái này là cái quạt của nó nè, còn cái này là hai cái dãy led. Hai dãy led thì bản thân con cạc này là nó có hai dãy led các bạn. Một là cái led ở đây này đó, thì cái đèn led này là nó sẽ vô đây nè, và cái đời này nó còn có thêm cả cái led mà bọc xung quanh ở đây nữa. Đây cái phần mà hai cái quạt đây nè, đó cái phần viền led đây nè, nó vẫn sáng luôn. À, ngoại quan nó đây thì thực ra nó cũng chẳng có bụi gì nhiều các bạn. Mình thật sự không biết rằng là có được vệ sinh hay chưa, nhưng mà nếu như mà mình soi á thì cảm giác cái mạch nó còn liền lạc, giống như kiểu là nó chưa có được sửa chữa đó, khá tốt. Thì nếu như cái này thì có thể là không cần vệ sinh, là chỉ lấy cái chổi quét bụi sơ thôi, chủ yếu rằng là cái giáp tảng nhé các bạn. Cái tảng này là cái phần mà nó bụi nhất nè. Thì cái phần này là cái phần bụi nhất nè. Nhưng mà cái phần ốp này thì mình cũng vẫn có cảm giác cái chỗ này nó bị oxy hóa quá nhiều ha. Oxy hóa quá nhiều. Thì phần mạch đây, phần kẹt đây, như các bạn thấy đấy, nó khá là bụi cái chỗ này. Thì để nói bụi nhiều hay không thì nó bụi không có nhiều, nhưng mà mình vẫn sẽ phải lau nó. Sân bóng, sân bóng. Khi vệ sinh xong nha, moment of truth. Vệ sinh đúng. Rồi, bây giờ thì nó lên rồi đó. Bây giờ đợi nó lên mày thôi. Cần phím đâu? Đây này. Chút đây, ok. Bạn hơi bừa bộn tí xíu, nhưng không sao. Nhảy rồi, lên. Yes, lên, lên. Đó. Thành công. Tốt đẹp. Ok. Một con 50, ok. 29 độ. Mắc rưỡi luôn. Giờ thì mình nghĩ là vô game thì cũng không biết nó có mát hơn được nhiêu không ta. Rồi, à đây là mình vô nè. Mình nãy giờ mình đứng ở đây mình khá là bất ngờ chỗ này nè. Mặc dù rằng là cái nhiệt á nó y hệt như hồi nãy thôi, nhưng mà nó lên khá chậm. Hồi nãy khi mà mình vừa cắm vô game liền á là nó nhảy lên hẳn, nhưng mà sau đó nó nhảy lên rồi mà quạt mà quay á thì nó sẽ cứng nhiệt ở đây. Nhưng mà bây giờ thì nó lên rất là chậm. Quạt nó lên nó kiểu nó là nó nhiệt nó lên từ từ từ, chứ nó không nhảy dựng một phát nó lên 60 độ rồi xong cái kẹo quạt quay liền, mà nó lên từ từ. Nãy giờ mình đứng khoảng chừng 5 phút á thì nó mới lên được 60 mấy độ, đó là bắt đầu là kẹt nó mới quay. Qua 60 độ là kẹt quay mà, nhưng mà nó quay có 24% thì có thể nó mát hơn hồi nãy tí xíu đó. Nhưng mà đúng y những gì hồi đó. Hồi đó là mình xài là nó cỡ 63-64 độ, nhưng mà do cái cây hồi đó nó cũng không phải dạng này nữa. Dạng này thì bây giờ mình đang mở ra nó quá thoáng rồi, cho nên thì nó chênh lệch gì cũng đúng. Nó như bạn thấy viền led nó sáng ghê không? Đó, và nó sáng lên tới đây nè. Đó hồi đó mình không phải tự dưng hồi đó là tự dưng cái mình bỏ thêm tí tiền để mình lên bản game minute này. LED nó làm khá đẹp. Tội bị đúng một cái thôi, đó là nó không có cái bắt LED.
Bởi vì nó mà cái giống như nó mà có cái bracelet nữa thì nó giống như kiểu là overkill luôn, nó overkill cái con Rostrick luôn. Rostrick là nó có thêm cái bracelet nữa. Nên khá là ấn tượng ha. Và mình nghĩ là nếu mà chẳng lẽ nếu mà mình chỉ cho nó rồi mình test tiềm năng hết thì mình nghĩ rằng là nó sẽ không có hợp lý. Bởi vì sao, đây là cái hệ thống của mình nó quá mới và con chip nó quá mạnh đi. Cho nên là theo hồi đó mình nhớ có một comment các bạn nói rằng là do con i5 của mình nó gánh hết rồi cho nên con card nó chạy không có đúng nữa, nó phải chạy mạnh hơn những cái máy thường. Thì sẵn mình đang có con card này là một con card tuổi thơ rồi thì tại sao mình không build một cái lại cấu hình y hệt hồi đó như thế nào ha? Đó, mình sẽ nghĩ là mình sẽ làm chuyện đó chứ phải không? Có con card rồi chẳng lẽ mình không build cái bộ máy vì cái linh kiện đó hiện tại nó đang rất rẻ. Cho nên mình sẽ cố gắng và kiểu có thể là không đúng hãng, những cái khác không đúng hãng, tại vì cái chính là vẫn là con card này thôi, những cái khác thì nó không có quan trọng lắm đâu. Nhưng mà mình sẽ cố kiếm y hệt cái cấu hình hồi đó để mình ráp lên một cái máy để mình test ha. Rồi, chắc có thể là cái clip này nó sẽ dừng ở đây luôn. Thì cảm ơn các bạn đã xem clip của mình ha. Hẹn gặp lại các bạn trong cái clip tiếp theo của mình. Mình sẽ build full cái máy y hệt hồi đó luôn, cố gắng y hệt hết mức có thể ha. Cảm ơn tất cả các bạn. Bye bye.